Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vỡ sòng trăm tỷ lộ mặt công an bảo kê cờ bạc. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát đồng cấp truy tố một cựu sĩ quan cảnh sát hình sự cùng 14 người khác về tội tổ chức đánh bạc và những vấn đề khác liên quan. Vụ việc một lần nữa đã làm dư luận lo ngại về nạn bảo kê tội phạm trong ngành công an diễn ra khắp cả nước. Các báo như Thanh Niên, Người Lao Động, Việt Nam Express vào hôm 16 tháng 12 cho hay cựu sĩ quan cảnh sát bị công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố là nguyên thượng úy Đoàn Hồng Phúc, 38 tuổi, từng giữ chức phó trưởng công an phường 6, quận 6 trước khi bị bắt. Đây là hình ảnh Đoàn Hồng Phúc trước khi bị bắt. Trong số 14 người còn lại bị truy tố, đáng chú ý là Ngô Nhật Thanh, 48 tuổi và Tô Mỹ Nhí, 33 tuổi, vẫn theo tin của báo Thanh Niên, Người Lao Động và Việt Nam Express. Tin cho hay sòng bạc của những người nêu trên hoạt động trong một căn nhà ở quận Tân Phú bị công an phát hiện vào hôm 5 tháng 5. Cuộc điều tra của công an cho thấy căn nhà do Đoàn Hồng Phúc đứng ra thuê từ tháng 9 năm 2019 rồi sau đó giao cho Ngô Nhật Thanh và Tô Mỹ Nhí mở sòng binh sập sám để thu tiền. 3 năm trước, Phúc còn làm công an quận Tân Phú đã quen biết với Nhí do được phân công lĩnh vực địa bàn. Đến tháng 9 năm 2019, Phúc sau khi thuê được nhà số 30 trên 2 Trịnh Đình Thảo thì bàn bạc với Nhí, Thanh tổ chức đánh bạc để thu lời dưới bình phong là kinh doanh bãi giữ xe. Phúc quen biết với Thanh từ 2 năm trước. Thanh là người có máu mặt ở khu vực vì nổi tiếng về bài bạc. Người này được xác định đóng vai trò quản lý điều hành sòng bạc ở số 30 trên 2 Trịnh Đình Thảo. Riêng Nhí quản lý một số trang gả mạng, sổ sách, tiền bạc và tính toán chi phí chia chác. Sòng bạc này được tổ chức kín đáo, có phân công người cảnh giới và thu hút được sự quan tâm của những người có máu đỏ đen khắp nơi đến đây để chơi. Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2019 cho đến tháng 5 năm 2020, tổng số tiền thắng thua là gần 4,4 tỷ đồng. Số tiền con bạc đánh bạc là gần 133 tỷ đồng. Trong số tiền thu lợi bất chính, nhóm Thanh, Nhí và Phúc hưởng 70% và 30% còn lại chia cho những đối tượng khác. Phúc khai sau khi thuê được bãi giữ xe ô tô thì giao cho Thanh và giới thiệu Nhí làm việc cùng. Người này chỉ thừa nhận là bàn bạc cùng Thanh, Nhí tổ chức đánh bài binh sập sám, thu tiền sâu bài vì kinh doanh bãi xe không đủ chi phí. Nguyên Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Phú phủ nhận việc tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng Internet. Phúc khai vào tháng 1 năm 2020, Nhí đến nhà đưa 30 triệu đồng từ lợi nhuận kinh doanh bãi giữ xe và tiền thu sâu đánh bài. Tuy nhiên, từ các chứng cứ, hồ sơ, tài liệu và lời khai của các bị can khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận đủ cơ sở xác định Phúc đã cấu kết tổ chức đánh bài bình sập sám và đá gà qua mạng Internet ăn tiền tại sòng bạc trên đường Trịnh Đình Thảo, quận Tân Phú. Đây là hình ảnh hiện trường một ổ cờ bạc 150 người bị bắt ở An Giang. Công an cũng thu giữ hơn 500 triệu đồng khi các con bạc đang chơi, đồng thời thu giữ 15 con gà đá, hơn 40 cặp cựa, 5 xe ô tô, 71 xe máy các loại và nhiều tang vật liên quan. Đây là sự việc khá nghiêm trọng và cũng báo động cho một thực tế, đó là những cán bộ, chiến sĩ của công an không giữ được phẩm chất của mình và tham gia bảo kê cho bọn tội phạm. Và điều này rõ ràng là người đứng đầu là Bộ Công an, ông Tô Lâm cùng phải chịu trách nhiệm. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia sòng bạc hoạt động cũng là lúc Phúc còn nắm chức đội phó hình sự quận Tân Phú, có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm ở quận. Tuy nhiên, ông ta lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cộng tác làm ăn với những cờ bạc chuyên nghiệp với tội phạm hình sự như vậy. Và cuộc điều tra của Công an thành phố xác định rằng bị can Phúc là có hành vi bảo kê góp tiền tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Các báo trong nước cũng đưa tin như vậy. Đang có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, cựu đại tá thuộc ngành công an Nguyễn Như Phong, người cũng là nhà văn, nhà báo có tiếng với không ít tác phẩm về công an, chia sẻ suy nghĩ của ông về vụ việc này như sau. Đây là sự việc khá là nghiêm trọng và cũng đáng báo động cho một thực tế, đó là những cán bộ chiến sĩ công an không giữ được phẩm chất của mình và tham gia bảo kê cho bọn tội phạm. Không những bảo kê mà còn tổ chức như vậy, đặt ra vấn đề lớn là có cán bộ chiến sĩ công an tham gia vào băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Quan sát các ý kiến trên mạng xã hội đến vụ này, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng nhận thấy dư luận Việt Nam cũng lo ngại về tình trạng nhiều cán bộ công an dính líu vào hoạt động bảo kê cho tội phạm. Diễn đàn Nhật ký yêu nước với hơn 884.000 người theo dõi đăng lại tin trên báo chính thống về vụ sòng bạc, kèm theo một nhận định là không một tệ nạn xã hội nào tồn tại nếu như không được công an bảo kê. Cũng trong diễn đàn bình luận về nhận định trên, một số người viết rằng công an đồng hành cùng với tội phạm là có thật, hay bảo kê là nghề tay trái của công an. Đây là hình ảnh Đường Nhuệ và đàn em Tiến Trắng ở Thái Bình, hai cán bộ công an huyện Vũ Thư, Thái Bình đã bị khởi tố bắt giam vì liên quan đến việc Đường Nhuệ dàn xếp vụ án cố ý gây thương tích do đàn em gây ra. Chỉ mới cách đây hơn một tháng, báo chí Việt Nam cũng đưa tin công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt khởi tố 8 cán bộ công an đều của phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú vì bảo kê bao che cho một số người tàng trữ buôn bán ma túy. Trước đó, vụ việc được xem là đỉnh đám nhất về sự bảo kê của công an dành cho tội phạm là hai tướng của ngành này là Phan Văn Anh Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, phải nhận các án tù lần lượt 9 năm và 10 năm vào tháng 11 năm 2018 do vai trò của họ trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. Cựu đại tá công an, ông Nguyễn Như Phong cũng đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng trong khi ngành công an chống tội phạm hiệu quả và có những cán bộ chiến sĩ hy sinh, trong quá trình đó, việc một số thành phần của ngành đã đi bảo kê cho tội phạm là điều không hay, gây ra đau lòng. Ông Phong cũng từng là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, cho rằng đã đến lúc ngành công an phải có bộ phận chuyên trách việc chống các hành vi vi phạm pháp luật trong nội bộ của ngành. Ông nói, đã đến lúc công an phải trinh sát chính công an, cần phải có những biện pháp đặc biệt hơn để ngăn chặn, để giám sát các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có hành động tiêu cực. Phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn, đó là thành lập cơ quan đặc biệt trong lực lượng công an nhân dân, chỉ làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ngay trong chính lực lượng công an. Trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội mà Đài Tiếng nói Hoa Kỳ quan sát được, nhiều người đã nêu ra ý kiến rằng những vụ việc bị phát hiện cho thấy có những cán bộ công an bảo kê cho tội phạm đang làm cho người dân có tâm lý lo ngại, không biết có còn lòng tin với công an được hay không, và khi phát hiện tội phạm liệu có dám trình báo với công an hay không. Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã chống lưng đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ như thế nào, đó là cũng điều mà vừa qua dư luận hết sức quan tâm và là điều hết sức nguy hiểm trong ngành công an. Đây là hình ảnh hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê cho đường dây đánh bạc trực tuyến. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ trước đó đã khẳng định hai ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã lợi dụng chức vụ để chống lưng cho đường dây đánh bạc. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ khẳng định việc vận hành game đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là cựu cục trưởng cục C50. Theo đại diện Viện Kiểm sát, khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh đã lợi dụng việc Bộ Công an cho phép thành lập công ty Bình Phong thuộc cục C50, ký ban hành quyết định công nhận công ty CNC là công ty Bình Phong trái quy định. Là người đứng đầu cơ quan được nhà nước giao cho trọng nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhiều lĩnh vực, trong đó tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao và trật tự xã hội, thì Phan Anh Vĩnh phải là người nắm rõ nhất cấu thành tội phạm của tổ chức đánh bạc, tội đánh bạc để có thể có trách nhiệm đấu tranh trực tiếp và hướng dẫn đối tượng cấp dưới. Thế nhưng sau khi nhận được đề xuất của Nguyễn Văn Dương về việc thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử CNC, có nghĩa là Nguyễn Văn Dương đang đề xuất cho công khai việc kết nối phục vụ cho game bài đánh bạc. Nhưng cùng ngày, Phan Văn Vĩnh đã bút phê kính chuyển đồng chí Cục trưởng của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nghiên cứu và đề xuất. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo ông Lục soạn thảo công văn số 1155 vào ngày 20 tháng 5 2016 để Nguyễn Thanh Hóa ký đề xuất Phan Văn Vĩnh nội dung trên để Phan Văn Vĩnh trình cấp trên. Vào ngày 22 tháng 5 2016, Phan Văn Vĩnh bút phê như sau: đồng ý đề xuất giao đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp chỉ đạo kiểm soát tổ chức thực hiện đảm bảo hoạt động thí điểm và các thủ tục pháp lý đúng yêu cầu của pháp luật và kiểm soát tình hình hoạt động của tội phạm về lĩnh vực này, có đề xuất tiếp trình Tổng cục và Bộ. Đây là hình ảnh giao diện trò chơi game bài RikVip Tip Club do các tướng công an bảo kê. Việc cho phép nêu trên của Phan Văn Vĩnh là hoàn toàn trái với nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao quy định tại khoản 2 điều 4 Nghị định số 25/2014 của Chính phủ vào ngày 7 tháng 4 năm 2014 quy định như sau. Dấu hiệu đặc biệt lưu ý của sự chống lưng của Nguyễn Văn Dương thực hiện tội phạm tổ chức đánh bạc của Phan Văn Vĩnh là Nguyễn Thanh Hóa còn ở chỗ cho công ty CNC thuê chính trụ sở của mình tại số 10 phố Hồ Giám để vận hành hệ thống đánh bạc. Không những thế, trong trụ sở làm việc của công ty CNC còn có phòng làm việc treo biển hiệu ghi Bộ Công an Cục C50, phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng. Điều này đã thể hiện chính người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đã dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện tội phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm. Hành động trợ giúp cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc của Phan Anh Vĩnh không chỉ dừng lại ở đó mà còn ký văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của công ty CNC. Đồng thời, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất cho công ty CNC tiếp tục tổ chức trò đánh bạc, tức là vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip Club. Đây là hình ảnh dưới sự bảo kê của các tướng công an, các bị can Nguyễn Văn Dương, đeo kính và Phan Sào Nam đã tổ chức 25 đại lý cấp 1, gần 6.000 đại lý cấp 2 với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài, RickVip và Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng. Văn bản báo cáo lần 2 vẫn không đúng sự thật. Lãnh đạo Bộ Công an cũng phát hiện công ty CNC vận hành 2 game bài RickVip.com và 23sado.com là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo, nhưng Phan Anh Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày, bị cáo mới chỉ đạo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham mưu lập báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Đối tượng báo cáo cũng không đúng sự thật và cũng không chủ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc, mà chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ký tiếp văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của công ty CNC. Về phần mình, với chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, mà trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh thành lập công ty Bình Phong CNC trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an ở đây. Đồng thời, ông Hóa còn đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội. Khi biết công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc không ngăn chặn, xử lý mà ông Hóa còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh xử lý. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khai rằng cho công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm là một nhiệm vụ chiến lược của C50. Tuy nhiên, thực tế hơn 2 năm, công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng, nhưng không có một khoản tiền nào được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu, tức là chi khoảng 700 triệu đồng vào một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 đô cho C50 mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2020 với bản tin Vỡ sòng trăm tỷ lộ mặt công an bảo kê cờ bạc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.